Xin chào mọi người, hôm nay lại là một ngày mình xả hơi sau khi thi học kỳ xong. Cùng mình tìm phim để cày nhé. Mình rất thích đọc sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nhẹ nhàng dịu dàng mà lại ấm áp quen thuộc. Đó là những câu chuyện buồn vui của tuổi mới lớn, trong sáng và mong manh. Đó là những ký ức tuổi thơ, thời cắp sách tới trường, cùng tình cảm gia đình, bạn bè và cả những rung động đầu đời ngây ngô nữa. Nhiều tác phẩm gắn liền với ba thế hệ bạn đọc đã để lại ấn tượng khó phai. Sách đã hay rồi, nhưng nếu được chuyển thể thành phim thì sao? Hãy cùng mình điểm qua những cuốn tiểu thuyết được chuyển thể thành phim của tác giả Nguyễn Nhật Ánh nhé. Đầu tiên, hãy cùng đến với cuốn tiểu thuyết Mắt Biếc. Nằm trong loạt truyện về tình yêu của tác giả Nguyễn Nhật Ánh, Mắt Biếc được viết vào năm 1990 là tác phẩm tiêu biểu đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng độc giả. Về bối cảnh truyện ở chính quê mình, tác giả đã viết lên câu chuyện tình yêu không trọn vẹn của các nhân vật, mang đến nỗi buồn nhẹ của sự trưởng thành và thời gian. Đó là Ngạn, chàng trai giàu tình cảm, mến thích và che chở cho cô bạn Hà Lan từ tuổi nhỏ. Cả hai lớn lên với bao kỷ niệm đẹp cùng đồi hoa sim, đánh trống trường. Khi rời quê lên thành phố, trong khi lòng Ngạn vẫn giữ tình cảm cho Hà Lan và hướng về quê cũ, thì Hà Lan lại không nén được trước những cám dỗ hào nhoáng mà ở bên Dũng. Cô có thai nhưng bị ruồng bỏ, Hà Lan đành gửi con về quê nhờ mẹ chăm sóc. Chàng trai Ngạn ở quê vẫn còn tình cảm lưu luyến với Hà Lan nên đã hết lòng yêu thương và chăm sóc đứa con Trà Long của cô. Trà Long lớn lên yêu mến Ngạn, ai cũng tưởng đây sẽ là sự nối tiếp những gì Hà Lan đã bỏ dở trong đời Ngạn. Nhưng lúc này, Ngạn đã ra đi vì nhận ra Trà Long chỉ là cái bóng của người cũ trong lòng. Chuyện đã được chuyển thể thành phim cùng tên của đạo diễn Victor Vũ, nhận được thành công lớn đón nhận từ người xem, không chỉ vì diễn viên đẹp mắt, cảnh quay đầu tư, nhà phim hot hit mà cũng bám sát nội dung hấp dẫn của tiểu thuyết. Phim nhận được phản hồi tích cực và đạt doanh thu lớn, đón nhận sự yêu mến của người xem trong một thời gian dài. Tiếp đến là tác phẩm Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, xuất bản lần đầu tại Việt Nam vào ngày 9 tháng 12 năm 2010 bởi nhà xuất bản Trẻ. Tiểu thuyết truyện dài Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là một tập nhật ký xoay quanh tuổi thơ nghèo khó của hai anh em Thiều và Tường ở một làng quê Việt Nam thân thuộc và nên thơ, là nơi đã chứng kiến những rung động đầu đời của cả hai, tình cảm gia đình, tình cảm anh em yêu thương chân thành, cũng như những đố kỵ ghen tuông và những nỗi đau trong veo trong quá trình trưởng thành. Dưới những khung hình tuyệt đẹp và giàu cảm xúc của đạo diễn Victor Vũ, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh sẽ là một tấm vé đưa người xem trở lại với tuổi thơ lắm ngọt ngào lẫn day dứt mà mỗi người chúng ta đều đã trải qua. Đạo diễn Victor Vũ đã chuyển thể tiểu thuyết này thành phim và ra rạp vào năm 2015, gây được tiếng vang và thành công lớn từ doanh thu cho đến lượt xem của khán giả. Trong đoạn video ngắn ghi lại những phản ứng của khán giả tại rạp, có người đã rơm rớm nước mắt, có người thổn thức và bật khóc khi bất chợt gặp lại hình ảnh của chính mình ngày xưa. Bên cạnh đó cũng có những tiếng cười sảng khoái trước các tình huống đáng yêu, ngô nghê của những đứa trẻ. Có thể nói, lâu lắm rồi mới có một bộ phim chạm vào được trái tim của khán giả nhiều đến vậy, một đại diện phát hành nói. Theo ý kiến của một đạo diễn hình ảnh, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh còn ấn tượng bởi những góc quay rất đẹp. Tác phẩm tiếp theo mình mang đến cho các bạn đó là Kính Vạn Hoa. Đây là một bộ truyện dài nhiều tập của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, lần đầu xuất bản vào năm 1995. Gồm 54 tập truyện mang tính hài hước, xoay quanh cuộc sống của nhóm 3 người bạn thân với những tính cách trái ngược. Quý Ròm thì thông minh, tốt bụng nhưng lại nhát gan và có phần vô tâm, hơi nóng tính. Tiểu Long thì khủ khờ, giỏi võ, nhỏ Hạnh học giỏi, dịu dàng nhưng lại hậu đậu. Mỗi tập phim là một câu chuyện về cuộc sống thường ngày của ba người bạn, nhiều khi hài hước, đôi lúc thót tim hay cảm động, nhưng luôn kết thúc với những bài học sâu sắc về tình cảm bạn bè. Những tập Kính Vạn Hoa có thể coi là những cuốn sách tâm lý của tuổi học trò. Về phim, Kính Vạn Hoa đã được dựng thành phim được chiếu trên kênh HTV9 vào năm 2005, 2006 và 2008 do Nguyễn Minh Trung và Đỗ Phú Hải làm đạo diễn. Đến năm 2008, nhà sản xuất buộc phải khép dự án phim học trò sau 3 mùa vì lý do diễn viên nhí lớn quá nhanh và không tìm được người thay thế phù hợp. Bộ phim đã gây được sự chú ý không chỉ của giới học trò mà đủ các lứa tuổi. Các bạn có biết Angela Phương Trinh và Núi Phước Thịnh đã từng đóng phim này? Đố các bạn biết hai người đó đóng vai nào trong phim? Tác phẩm cuối cùng được chuyển thể thành phim của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mà mình muốn giới thiệu với mọi người là Cô gái đến từ hôm qua. Nguyễn Nhật Ánh viết truyện dài Cô gái đến từ hôm qua vào năm 1988, sách phát hành năm 1989. Đây là tác phẩm thứ hai của nhà văn viết về tuổi mới lớn. Tác phẩm kể về mối tình học trò của chàng nam sinh cá biệt Anh Thư và cô bạn cùng lớp Việt An khi cô bạn xinh xắn từ thành phố chuyển về ngôi trường cấp 3 ở miền quê. Chàng thư thơ thần nổi tiếng lãng mạn đã trúng tiếng sét ái tình. Tình yêu chớm nở như nắng ban mai, thư ra sức theo đuổi cô bạn mới, nhưng trong lòng vẫn vương vấn kỷ niệm về tình bạn thời thơ ấu với cô bạn nhỏ Tiểu Ly.
Cô gái đến từ hôm qua như đưa người đọc trở về với tuổi thơ, với những tình yêu tuổi học trò trong sáng, dễ thương nhưng không kém phần sâu xa trong tâm lý của những đứa trẻ mới lớn. Đặc biệt, nhờ những thông điệp đặc sắc như con gái luôn trưởng thành trước con trai, con gái càng dễ kết bao nhiêu lại càng dễ thương bấy nhiêu, chuyện đã để lại dấu ấn khó quên trong lòng các độc giả của mọi thế hệ. Chuyện đã được chuyển thể thành một bộ phim điện ảnh khá lãng mạn do Phan Gia Nhật Linh làm đạo diễn, phát hành năm 2017. Phim lấy bối cảnh vào năm 1997 tại một miền quê ở miền Nam Việt Nam, trong một ngôi trường trung học phổ thông. Bộ phim có sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ nổi tiếng như Ngô Kiến Huy, Miu Lê, Trung Phạm, Hoàng Yến Chibi hay là Lê Hạ Anh. Phim nhận được những phản hồi tích cực của giới chuyên môn và khán giả. Phim được đánh giá trên trang web chính thức của Liên hoan phim quốc tế giả tưởng Busan với số điểm là 8.75/10. Tôi thích phim này. Phan Gia Nhật Linh đã làm tốt hơn tôi tưởng nhiều. Trong quá trình làm phim, anh ấy bảo tôi đây là phim hài lãng mạn. Lãng mạn thì tôi hình dung được, nhưng nghe chữ hài tôi hơi thấp thỏm. Nhưng đạo diễn đã xử lý rất thông minh. Anh không xa vào cái hài hình thể hay dung tục như tôi lo lắng. Xem phim này, không ít lần tôi phải phi cười vì những tình huống bất ngờ duyên dáng, theo tác giả nguyên tác Nguyễn Nhật Ánh. Nguyễn Nhật Ánh viết nên nhiều tác phẩm hay và ý nghĩa mà mỗi chúng ta đều nên đọc. Mỗi tác phẩm của ông như đưa ta trở về với tuổi thơ, trở về với những cảm xúc đáng yêu khi mới lớn. Từ đó giúp ta nhìn đời bằng đôi mắt giàu cảm xúc, khiến ta thấy cuộc sống đẹp đẽ và ý nghĩa hơn, chiêm nghiệm nhiều bài học cuộc sống đáng giá. Cảm ơn mọi người đã cùng mình xem phim. Hẹn các bạn vào các video lần tiếp theo nhé!